chào tất cả anh em mình nha. Em chào mừng anh em đến với kênh em chắc thắng rồi nè. Em đang tiếp cho anh em một con cua ta EG65. Mà anh nói anh em đỉnh cười nha. Tại vì lý do vậy nó có thối anh em mình. Không thối ai lọt mất tiêu rồi. Bây giờ em để không có thối thì nghe có tiếng nó kỳ quá. Giờ em lấy cái ống khói bằng inox của mình á, em gắn vô cho anh em mình chạy cho nghe tiếng cửa đã chút. Còn anh em nào mà mình muốn cho nó nổ cho nó tới luôn cho anh em hàng cho nó dài dài chút xíu á. Anh em đi đem bơm nước cái nó nổ tiếng cửa đã lắm. Không bon 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 kê sát cái nước luôn. Còn đẹp ra nó dài cái gì không? Dài anh em nghe nó nổ còn đã nữa. Buông buông vậy. Không có dài nó lợi hại. Cái này anh em thấy cái tướng nó gọn cu gì chứ nó mạnh dữ lắm anh em. Nó 8 ngựa luôn đó. Nó cua tay rồi 65 có tông nó 80 ly. Cái máy này, cái máy sới này nó mới về nè. Anh em nào có làm thì alo giùm em nha. Về anh em nó mới nè. Rất là mới luôn, nãy đổ xăng vô chạy luôn. Cái này không biết mình ta xài được bao lâu, bên mấy người Nhật người ta phí được quá. Cam tay giữ vậy thôi anh em. Trời mà 180 mới về cái sọt. Rồi để em quay chi tiết ngoại hình nó cho anh em mình tham khảo nha. Cái này thì ngoại hình nó về đây nó không có ống khối. Gắn cái ống khối đi sáo vô thì nó không vừa. Rồi em đưa đứa cháu nó trẻ cái miệng ha, nó trẻ cái miệng cái con bù mình vô. Rồi em gắn cho anh em mình cho để nó vô đuổi nhìn xấu quá. Mặt trước nó thì gì đây, mặt trước nó gì nè nha. Chát nước thì em thấy nó còn đẹp nữa nè, chát nước nó không vịnh không xì. Cái ly, cái lọc dầu nhìn xấu quá. Đồng dầu thì còn nhóc mà dầu đang thùi lùi, dầu đang thùi lùi em không biết. Nhưng mà cái thùng dầu này nó dày kinh khủng nè nè, đặc biệt nó anh em là rất là dày luôn á. Có cái đèn dở, cái đèn nó bị cấn này mớp quá anh em, cấn như này. Mấy cái thì nó nguyên si mà em không biết chi nhợ gì nó tè le hoặc me chân dây gì không biết nữa. Em ngày xưa ở vụ mà mấy dây điện này em vô ạ. Em biết đường câu. Dây gì tá lá chứ người ta. Nơi nào mà dư dư anh em cắt bỏ bớt đi. Chị ơi bất ngờ vô hút nhờ con test hàng cái rồi chị. Con nằm con quay luôn ơi. Thôi ơi để tử chân truyền của em bây giờ đã đi không bao giờ mang dép. Nó y bon luôn á trời, con nhân phải nhân đệ tử phải đúng bài luôn á anh em nhìn nè. Phải cung lưng mà. Không mang dép luôn, y bon nhân thừa luôn anh em. Bữa nay thừa mới thấy nó lú ra luôn á. Mà nãy đâu bao nhiêu ngày lặn chìm rồi ra tí xíu chạy vợ chạy ra kiếm mày. Nó ủi nhau một cái nó mới chịu về. Cái này chắc ngồi tạm gậy nó quá.
số series của máy này là 41058 anh em ơi. 41058. Cái này là Kubota G65 anh em. G65 đến đây nè. Nhưng ngoại hình thì cái lốc này nó hơi chốc ha. Máy thì em bao anh em zin tất tần tật luôn. Hoàn toàn không có đụng chạm bất kỳ cái gì ở trong luôn. Không có đụng gì hết. Ngoại hình thì nói chung là này nó không được đẹp anh em. Nhìn hơi xấu nhưng mà chất lượng nó có. Cái này hôm nay em bán cho anh em là em tính anh em là 5.8, cái này thiếu con ốc rồi nè. 5.8, phí ship của máy này em tính anh em 450 nha nè. Em xin nhắc lại lần nữa ha. Kubota EG65 bê tông 90 ly. Và nó không có bô gắn có bô nổ nè. Em tính anh em 5.8 ha, phí ship 450. Anh em nào làm được thì alo giùm em nha. Rồi, chào tạm biệt anh em.